gần xe máy mà. Mới cô dâu đâu. Xe bò. Mai cho dù lấy xe bò. Hơi bị nhẹ luôn đấy. Nhưng mà ở đâu chồng của đâu? Chồng Mỹ Bổng ngay cạnh nhà. Tuyệt Hùng. Gần nhà bà ngoại à tao. Mẹ nó có đánh thì cứ chạy ra nhập cương được. Nha. Không mà nó mà đánh gọi Vương sang đánh Vương. Thu quen thì gọi Vương. Thu Vương. Vương. Thu. Về ngay. Anh Điền. Về luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.